Người lao động ngành điện thường xuyên làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nên việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn lao động sẽ ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra cho chính bản thân và đồng nghiệp. Cẩm nang an toàn lắp đặt công tơ được biên soạn với nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực quan để người lao động dễ đọc dễ nhớ. Các kiến thức hữu ích này nhằm giúp người lao động ngăn ngừa tai nạn lao động, ứng phó kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm nón bảo hộ, kính bảo hộ che mặt, kính bảo hộ mắt, dây đeo an toàn, quần áo bảo hộ lao động, găng tay cách điện hạ thế, găng tay vải, giày bảo hộ. Bộ đồ nghề cơ bản gồm tuốt nơ vít 2 cạnh, tuốt nơ vít 4 cạnh, kềm cắt, kềm mũi nhọn, kềm răng, bút thử điện hạ thế, búa nhỏ, dao mổ cấp hạ thế, kềm bấm đầu cốt, mỏ lết 12 inch, ống gen, máy vặn viết, kềm cắt cáp Muller, đồng hồ đo, bộ khấu dòng, máy khoan điện, bộ siết lục giác, ti leo, thang di động, danh mục vật tư cơ bản, công tơ, hộp, thùng bảo vệ công tơ, hộp domino, chì nêm, dây chì, cọc, kẹp tiếp địa, CB Aptomat, cốt tê lê, cáp Muller, cáp duplex, cáp qua duplex, cáp nhôm ABC, đầu cốt S, nối bọc cách điện IPC, ống co cong, ống co thẳng, bu lông xoắn ngắn, xoắn dài, băng keo cách điện, bu lông VR2G, đinh vít, tắc kê nhựa, kẹp dừng cáp, móc nhựa, móc treo dây mắc điện. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, phỏng hồ quang điện, tia lửa điện phát sinh do chạm chập giữa dây pha còn điện và dây trung tính. A, va quẹt do không bịt ống gen đầu dây dẫn còn điện. Giải pháp sử dụng ống gen bọc cách điện. B, va quẹt do đầu đấu nối cũ lâu ngày bị lỏng dẫn đến khi thao tác rút một dây còn điện thì dây dẫn còn điện khác bất ngờ bị tụt ra. Giải pháp, kiểm tra tình trạng cố định, chắc chắn của các đầu nối trước khi thao tác. C, dây dẫn đấu vào đầu nối công tơ bị tưa hở hoặc phần cách điện gọt quá dài hở phần ruột dẫn điện chạm vào pha bên cạnh. Giải pháp, kiểm tra tình trạng các đầu dây trước khi thao tác bị tưa hay hở ruột. Thứ hai, phỏng hồ quang điện, tia lửa điện phát sinh do thao tác. A, va quẹt giữa dây pha còn điện, vỏ kim loại của dụng cụ thi công và vỏ kim loại của tủ, thùng công tơ. Giải pháp, tập trung, cẩn thận khi thao tác, bọc cách điện phần kim loại các dụng cụ thi công. B, dụng cụ rơi rớt, chạm vào dây pha còn điện gây ngắn mạch. Giải pháp, bọc cách điện phần kim loại các dụng cụ thi công, che chắn vị trí mang điện có khả năng tiếp xúc đến, để dụng cụ nơi chắc chắn, không đặt trên cao. C, bất cẩn khi thao tác cố định các đinh vít, hướng thao tác tuốt nơ vít bị nghiêng chạm vào pha bên cạnh làm ngắn mạch giữa hai đinh vít đang vặn. Giải pháp, thực hiện đúng thao tác vặn vít, bọc cách điện phần kim loại dụng cụ. Thứ ba, điện giật do chạm trực tiếp vào dây dẫn còn điện. A, chủ quan tiếp xúc điện hạ thế còn điện mà không sử dụng găng tay cách điện hoặc găng tay cách điện bị hư hỏng. Giải pháp, trang bị và sử dụng găng tay cách điện khi làm việc trực tiếp với điện hạ áp đang mang điện. Tập trung chú ý làm việc. B, không nhận thấy, không phát hiện dây dẫn bị tưa, nứt, rách vỏ bọc, suy giảm cách điện, dây bị chuột cắn chạm, cấn vào kim loại. Giải pháp, kiểm tra bằng mắt và dùng bút thử điện kiểm tra việc rò điện trước khi thực hiện công việc như leo trụ, chạm, sờ, v.v. Thứ tư, điện giật do chạm dụng cụ kim loại tiếp xúc với dây dẫn còn điện. A, chạm vào phần kim loại của dụng cụ thi công như tuốt nơ vít, kềm, không bọc cách điện tiếp xúc với phần có điện như đinh, vít. Giải pháp, sử dụng dụng cụ có bọc cách điện phần kim loại. Cẩn thận khi thao tác, mang găng tay cách điện. B, chạm vào phần kim loại tiếp xúc điểm mang điện khi thao tác mở cửa, thùng công tơ, cửa vách ngăn tủ điện. Giải pháp, kiểm tra rò điện thùng kim loại, quan sát cẩn thận trước khi thao tác mở cửa thùng công tơ, vách ngăn. Năm, điện giật, ngã cao do rò điện từ nhánh dây mắc điện, tủ công tơ gắn trên trụ sắt, dây câu tạp, dây ưu tiên, dây đèn đường dân lập, cáp viễn thông. Giải pháp, tiến hành kiểm tra rò điện các kết cấu kim loại khu vực xung quanh nơi làm việc. 6. Điện giật do rò điện khi làm việc tại khu vực ngập nước ẩm ướt hoặc khi có trời mưa nặng hạt, nắng gắt. Giải pháp, cắt điện để làm việc. Thứ 7. Phỏng điện, điện giật do công tơ bất ngờ cháy nổ. Giải pháp, quan sát ngoại quan để phát hiện bất thường của công tơ trước khi lắp đặt. Đeo kính che mặt khi thay công tơ, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Điện giật do khách hàng đấu nối hai công tơ từ hai nguồn khác nhau. Giải pháp, kiểm tra vị trí đấu nối, ngắt mạch giữa hai công tơ đấu nối hai nguồn khác nhau, kiểm tra hết điện tại vị trí làm việc.
bị phóng điện cảm ứng, điện giật khi làm việc bên dưới hay gần đường dây cao thế, điện giật do sét đánh lan truyền. A. Bị phóng điện cảm ứng điện giật khi làm việc dưới hoặc gần đường dây cao thế. B. Điện giật do sét đánh lan truyền. Giải pháp: không làm việc khi trời mưa to, có dông sét. Điện giật phóng điện do chủ quan sử dụng dụng cụ không đúng công năng, không đúng kỹ thuật, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn. Giải pháp: không sử dụng dụng cụ đồ nghề tự chế. Điện cao áp phóng do vị trí làm việc, sử dụng dụng cụ, vật tư thiết bị không đảm bảo khoảng cách an toàn. Giải pháp: quan sát kỹ hiện trường, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Thứ 12, phóng điện, điện giật do chạm vào phần tử đang mang điện khi tầm nhìn bị hạn chế thiếu ánh sáng. Giải pháp: trang bị đèn chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng khi làm việc. Thứ 13, điện giật, phóng điện do chạm vào phần tử đang mang điện khi va quẹt do không gian làm bị chật hẹp. Giải pháp: có phương án chống chạm chập được người có thẩm quyền duyệt hoặc cắt điện để làm việc. Sử dụng tấm che chắn. Thứ 14, ngã cao do sử dụng thang không phù hợp. A. Thang di động bị mục, hư, gãy. Giải pháp: kiểm tra tình trạng thang trước khi leo, sử dụng thang có chất lượng. B. Điểm tựa thang không chắc chắn, điểm đặt thang trơn trật. Người đi xe đi ngang va quẹt làm ngã thang, không có người giữ chân thang. Giải pháp: dựng thang nơi có điểm tựa chắc chắn. Kiểm tra vị trí đặt thang, sử dụng biện pháp chống trơn trật thang như khoét lỗ chân thang, lót chân thang bằng bao tải ướt, cao su, có người giữ chân thang, có người cảnh giới. Ngã cao do di chuyển đứng làm việc không chắc chắn, mái nhà, mái tôn cũ mục, trơn trật, thiếu chắc chắn. Giải pháp: kiểm tra độ vững chắc của mái nhà và khi di chuyển đi không người trên các đà, kèo, không đi thẳng lưng. Thứ 16, ngã cao do trượt chân, dây an toàn, dây quàng, dây chống rơi móc vào nơi không chắc chắn. Giải pháp: quàng dây an toàn, đứng làm việc tại vị trí chắc chắn. Sử dụng dây quàng phụ khi di chuyển. Ngã cao do vị trí làm việc trơn trật. Giải pháp: quan sát vị trí làm việc, không leo, bước lên các vị trí trơn trật, trong rêu, vân vân. Sử dụng các tấm ván, vải chống trượt để đứng. 18. Ngã cao do không sử dụng phương tiện leo trèo phù hợp. Giải pháp: đeo dây an toàn hai dây quàng từ dưới đất khi leo trụ hoặc sử dụng thang hay xe nâng khi làm việc trên cao. 19. Ngã cao do côn trùng, rắn bất ngờ xuất hiện trên trụ, trong thùng công tơ. Giải pháp: quan sát kỹ mối nguy tại vị trí, khu vực làm việc để phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ trước khi làm việc. Thứ 20. Ngã cao, điện giật, phóng điện do người chỉ huy trực tiếp lơ là giám sát an toàn, sao lãng công việc, chủ quan, mất tập trung không kịp thời cảnh báo tình huống bất ngờ, không ngăn chặn kịp thời thao tác sai, bất cẩn. Giải pháp: chỉ huy trực tiếp luôn quan sát, cảnh báo nguy cơ kịp thời và ngăn chặn tình huống bất cẩn. Thứ 21. Chấn thương đầu do vật rơi từ trên cao. Giải pháp: không đứng dưới phạm vi làm việc. Dụng cụ thi công phải được để trong túi đồ nghề. Cảnh báo nếu thấy cờ lê, thuốc nơ vít sắp rơi. Sử dụng dây luộc chắc chắn để kéo vật nặng. Đội nón bảo hộ khi làm việc. Thứ 22. Chấn thương do vô tình bất cẩn ngậm nuốt đinh vít, chì nên. Giải pháp: không được ngậm đinh vít. Sử dụng lon, hộp, túi áo, túi quần để đựng đinh vít, chì nên, vân vân. Thứ 23. Điện giật, ngã cao do tâm lý bất an, vội vàng, áp lực thời gian. Điện giật ngã cao do thể trạng mệt mỏi, mất tập trung. Giải pháp: báo ngay với người chỉ huy trực tiếp hay người giám sát khi bản thân có các triệu chứng ảnh hưởng đến tâm lý, năng lực thể trạng. Tập trung làm việc. Dừng công việc. Giữ gìn sức khỏe.